Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình cùng nhau nghiên cứu cái game Goonies nha. Hôm nay là bây giờ mình chọn nhân vật. Chọn nhân vật tên gì đây? Để mình coi chọn tên đi. Rồi. Ôi, hãy dùng ký tự hợp lệ là sao? À, mình để mình tên này đã tồn tại à? Đấy, mình coi như mình cài đặt tên xong. Bí quyết bùa ma thuật. Ôi cha, cái gì đấy? Ai sao bắn ai lụm súng à? Ôi à, bắn đâu dữ gì? Cái game này nhắm tao độ các bạn. Mình nhắm tọa độ mình kéo tới chứ không phải là có cái đường chỉ đường cho mình nha. Chưa tới, chưa tới. Nhắm tới cái mức xanh. Ui cha. Ủa? Này bắn lên cao. Cực hay, cực đỉnh. Được thưởng rồi. Mình được thưởng. Chiến thắng. Nên là cũng có hướng dẫn chơi nha các bạn. Khiêu chiến, mình đi khiêu chiến. Bắn ai đâu? Được lại. Uni, game này là game Uni. Nó cũng tương đối thôi. Mọi người
hết hòn đảo rồi. Mạnh quá, máu nhiều quá, trâu quá. Máu trâu quá, không tấm khía gì. Mày hả mày? Sao nó tăng máu dữ vậy? Nó có tưởng luôn. Mình sẽ sử dụng có tưởng là nó. Cái nữa là nó đi. Chạy à. Sau khi mỗi trận đấu là mình sẽ nhận được vàng. Cho lại mình nhận đồ này nha. Trang bị cho nó đẹp lên. Nếu địa hình thích hợp, đó là 290 độ. Ok. Xử lý con này đây. Không nhảy lên được.
mình giật không à. Mình kết thúc ở đây đi, xong mình nhảy hoài nó lên.